Gửi về cho các bạn, đây là những chiếc vòng giải thoát. Ok, trước khi mình giờ hát, đây là chiếc vòng mà mình đeo nè, các bạn thấy không, mình đeo nè. Đó, đây là chiếc vòng. Đó là lại vừa đi. Ok, giờ mình sẽ hát bài Lý Hoa Cầu. Thank you.